Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ là đi tắm biển nhân tạo tại Đại Nam nha. Đúng rồi, nặng ký mà là nó sẽ nhạt chậm hơn. Rồi nhưng mà thôi, chạy 1 2 3 chạy. Ai trước? À rồi, Vũ trước. Mọi người nha. Thì là Bảo Phát đang có mặt tại Đại Nam đây mọi người. Đang quay toàn cảnh khu vực biển nhân tạo của Đại Nam. Cảnh mọi người đang tắm biển Đại Nam đây. Bên khu vực này thì nó sẽ sâu hơn. Khu vực này nó có tầm từ 2m, 2m, 1m8, 1m6, 1m4, 1m2 và độ dài nó tới khu vực trên này. Thì bây giờ hôm nay có rất là nhiều người tắm luôn, cho ngày hôm nay ngày lễ á. Lễ 28 tháng 5 cho nên là rất là nhiều người đi chơi. Bên khu kia là có những cái hàng dừa á. Hàng dừa nó rất là mát luôn. Hàng dừa để mình nghỉ ngơi được các kiểu á. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 nha. Hôm nay là do mình đến đây chơi và không có thấy chị Hằng mà chú Dũng đâu hết. Đó. Ngày 28 tháng 5 nha. Ngày mai là chính thức đi làm cho ai rồi, cho nên là không còn quay cho mọi người biết nữa. Bây giờ có thời gian nên là Bảo Phát sẽ quay cho mọi người biết nha. Đây là bên gia đình của mình thì hiện tại là đang tắm ở bên này. Mình sẽ đi qua bên chỗ khu vực gia đình của mình nha. Đây là nước trong lắm mọi người. Nước ở trong biển nhân tạo mà, cho nên là nước trong tắm cái này thì nó không có bị ảnh hưởng là bị đen da hay là ảnh hưởng tới con người của mình, tới sức khỏe của mình á. Do là biển nhân tạo mà. Không biết nó làm cái gì, nó có chất tẩy rửa gì như nào, nhưng mà nó rất là trong vắt luôn. Trong cực kỳ trong luôn mọi người. Sẽ đi qua một cái khu vực bãi tắm ở bên này nha. Bên này nó có một cái trượt patin nữa nè, đó. Cái trượt patin như này nè. Đây, cái này leo lên đó sẽ trượt patin xuống. Thấy không mọi người, thấy không đó. Mình sẽ trượt patin từ trên đó xuống. Thì tí nữa mình sẽ quay sau ha. Bây giờ mình sẽ quay cái bãi biển bên này, bãi biển nhân tạo bên này đi ha. Leo lên đó mình sẽ nhảy xuống. Thì bên này cũng có một khu bãi biển nhân tạo này, giống như ở Vũng Tàu vậy đó. Nó có những cái view là mát mẻ, buổi trưa nghỉ ngơi và những cây dừa hàng cảnh đồ á. Rất là đẹp luôn nha. Đây coi như cái chỗ này không mà sâu mét tươi nè, nó có lượng sóng luôn. Có nguyên cái con sóng đập mạnh lắm. Thì buổi tối có cái màn hình nè, camera này nè. Nó chiếu những cảnh này có bảo vệ để mà giải cứu những trường hợp là khẩn cấp này. Đây là cái hồ, chỗ này là cao 2m nè, sâu 1m8 đến 2m nè, sâu lắm. Bên kia có một cái thác nhỏ nó chảy xuống nữa kìa. Đó, đây là cái hồ thứ hai, bên kia là hồ thứ nhất. Thì hai cái hồ này cũng nó làm thiết kế một quy mô giống nhau. Thì bên kia cũng có cái hồ thứ ba nữa kìa. Hồ thứ ba nó sẽ nằm ở bên kia. Thì đối với con nít thì nó sẽ tắm ở khúc ở ngoài kia. Còn bên trong này là dành cho những người lớn mà phải mua phao. Tại vì nó rất là sâu. Rất là sâu luôn cho nên bắt buộc phải mua phao. Đó mọi người ạ. Đây là cái diện tích thứ hai nha. Hồ bởi hồ tắm thứ hai. Nên có mấy cái phao á. Thì mình sẽ đi vòng qua bên này đi ha. Vòng cái này xong mình vòng lại cái bên kia. Đây là biển Đại Nam nè, mọi người thấy cái chữ không? Biển Đại Nam đó. Biển Đại Nam đó mọi người, đó. Thì bây giờ mình sẽ đi quay hết toàn cảnh cho mọi người xem nha. Đây bên này bà Vinh hình như là chờ, bây giờ là trời sắp chuyển mưa rồi á. Trời sắp chuyển mưa rồi. Đó mọi người đây. Toàn bộ là không cảnh của Đại Nam đây mọi người. Mình sẽ leo lên trên lầu đi ha. Mình leo lên trên lầu rồi mình đứng trên đó mình sẽ quay xuống. Cái cảnh mà trượt patin á chắc hấp dẫn lắm. Cảnh mà trượt patin á. Đây Bảo Phát sẽ đi lên lầu. Đi lên trên này đi. Trên này đã cao lắm. Giờ phải đi lên tầng trên này lên. Mình mới chạy nhanh, tốc độ nhanh thì mình mới lên được tới lúc trên này được. Đây mình đã lên được một phần rồi. Giờ lên thêm một phần nữa cho nó cao nha. Ô cao chưa? Rất là cao luôn. Ô nè, lên đây chụp hình thoải mái luôn, vô tư. Rồi mình đi tiếp nha. Lên trên này là mình thấy được cái view đẹp nè mọi người, đó. Ô view quá đẹp luôn. View cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây view đẹp lắm. Đây mọi người, Bảo Phát đang có mặt ở trên cao này nè. Cái khúc mà trượt patin á. Cái khúc mà trượt patin xuống nè. Bên kia có hồ rồi đó. Đây là trượt patin xuống cầm cái phao nè đó. Ô hấp dẫn chưa. Cầm cái phao tuột xuống.
Đây có cái phao thì đây nước này là nước nó chạy xuống ba vàng nè, ba vàng. Bên kia là nó có một cái hồ. Nó leo lên trên cao nhìn xuống nè mọi người. Thì buổi chiều là nước đó, buổi chiều nhìn không khí rất là mát mẻ. Đó nè, tuột xuống nè. Rồi chạy chạy. Nặng quá chạy không nổi, nặng quá chạy không nổi. Đẩy xuống nha chị. Nặng quá chạy không nổi. À, cu lưng cu Vũ đi rồi. Rồi tuột đi. Cu lưng cu Vũ, anh Trinh đâu? Anh Trinh đâu? Đang ở dưới hả? Bây giờ cu lưng cu Vũ sẽ đi ra cái đường patin xuống nè. Đấy. Đầu tiên là hai con bé này trước, sẽ tới cu lưng cu Vũ. Rồi chạy tuột. Đuổn 1 2 3 banh nước luôn. Đùng. À, tới bản lên đây nữa rồi hả? Là bản lên đây nữa rồi, nhanh thế. Bản vlog lên tới đây rồi. Rồi, tuột đi. 1 2 3 tới hai anh em này. Hai anh em này sẽ tiếp tục tuột chạy. Trời ơi, hấp dẫn không đó. Rồi, lưng như Vũ đâu rồi, vô coi. Đây là sau này tới lưng như Vũ sẽ anh như Vũ à. Bây giờ trực đua ai chạy, ai nãy mà nặng ký là sẽ bị rớt đài. Ai nhẹ ký sẽ đi trước. Đúng rồi, nặng ký mà là nó sẽ nhà chậm hơn. Rồi nhưng mà rồi chạy 1 2 3 chạy. Ai trước? À rồi, Vũ trước. Rồi tới em trai Luân. Rồi đây là tới em trai Luân sẽ bắt đầu nhảy nè. Tuột luôn, 1 2 3 chạy. Vũ sao bịt mũi vậy? Đó là những cái cú chuột rất là chi là hoành tráng. Vậy là sắp hết thời gian trượt rồi. Cho nên là rồi tụt thôi, chạy thôi. Rồi chạy thôi. Ơi bây giờ mình sẽ đi xuống nha mọi người. Mình quay tới đây thôi nha. Xin chào mọi người đó. Mình cùng quay lại những cái toàn bộ cái khuôn viên của biển nhân tạo Đại Nam nha. Đây toàn bộ đây biển nhân tạo Đại Nam. Hiện tại là Bảo Phát đang có mặt ở trên một vị trí rất là cao tại khu biển nhân tạo Đại Nam đây mọi người. Khu vực Bảo đây là biển nhân tạo Đại Nam nè mọi người đó. Đây là biển nhân tạo Đại Nam nha. Nhìn trên cao xuống rất là rộng luôn. Rồi bên này sẽ là có một cái tháp đó nè. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới nha. Đi xuống bên dưới để mình tiếp tục mình quay ở dưới bên dưới cho mọi người cùng xem nha. Thì bên này là một cái biển đó nè, đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Nãy giờ mình leo cao rồi, giờ mình đi xuống. Bây giờ đi trước mình đi xuống xong mình đi tắm biển luôn. Mình tắm biển xong là chắc trời cũng chuyển mưa là mình sẽ đi về luôn. Và mình kết thúc cái video ở đây. Để mình xuống tắm biển. Ở đây thì mọi người thấy nè. Biển mọi người đang tắm đó. Ở đây đẹp lắm mọi người, view ở đây mát lắm. Thật sự ra mà bỏ cái đồng tiền mà lên trên này tắm biển rồi vui chơi một ngày ngày lễ trên này á. Thật sự đó là đáng giá trị đồng tiền luôn. Bởi vì trên này nó có nhiều cái tuyệt vời lắm mọi người. Nhiều cái trò chơi xong không khí không gian ở đây á. Nó rất là mát mẻ và sinh động lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại nha, đi lại nè. Kia có cái mấy cái màn hình chơi trò chơi cơ.
nó có mấy cái màn hình nè, chơi trò chơi rất hấp dẫn. Đây rồi, đây là gia đình của mình đây, đang tắm đây. À, mẹ Trung này, mẹ Trung đang bơi này. Nhảy xuống bò, xuống mày, xuống nhanh lên, nhảy, mấy 1 2 3 nhảy, nhảy, ôi rồi ôi, em bò nhảy chán quá em bò ạ, đâu rồi bà Mai đâu rồi, Si, rồi con nhảy xuống đi, à cao quá hả, rồi đi cầu thang xuống, nè mẹ Mai kìa, ôm mẹ Mai nhảy xuống, ôm mẹ Mai nhảy xuống, đây mẹ Mai nè, ôm mẹ Mai. Lên mẹ Mai nhảy xuống đi. Nó không nhảy được hả?